Hiếu là một nội hàm quan trọng trong văn hóa truyền thống. Từ trước đến nay, trung hiếu tiết nghĩa luôn được xem là mỹ đức truyền thống của Trung Hoa. Trong đó, chữ hiếu chiếm một vị trí rất quan trọng. Trong Hiếu Kinh, hiếu đã được thăng hoa đến tầng thiên lý, giảng rằng hiếu là kinh của trời, nghĩa của đất, hạnh của người. Toàn bộ cuốn sách Đệ Tử Quy đều là giảng về hiếu. Người hiện đại cho rằng hiếu chính là phụng dưỡng cha mẹ, những cổ nhân lại không cho là vậy. Rốt cục, hiếu là gì? Nhân ngày Vu Lan báo hiếu, Tinh Hoa TV hy vọng có thể giúp quý khán thính giả có thêm những lý giải mới về nội hàm chân chính của chữ hiếu. Từ gương người xưa, hiểu được thế nào mới là hiếu? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Lúc Tử Du hỏi Khổng Tử về hiếu, Khổng Tử nói: mọi người thời nay cho rằng hiếu thuận chỉ là phương diện ăn uống cung dưỡng cha mẹ. Chó và ngựa đều được con người quan tâm nuôi dưỡng. Nếu lúc phụng dưỡng cha mẹ, lòng thiếu đi sự cung kính, vậy so với việc nuôi dưỡng chó và ngựa có gì khác biệt đâu? Lúc Tử Hà hỏi về hiếu, Khổng Tử lại nói: khó nhất là ở sắc mặt. Khi có việc cực nhọc, con cái chủ động làm thay, có gì ngon mang cho cha mẹ ăn, như thế chắc gì đã có hiếu. Trong Đệ Tử Quy viết: thân ái ngã, hiếu hà năng, thân tăng ngã, hiếu phương hiền. Lúc cha mẹ yêu thích chúng ta, việc hiếu thuận rất dễ thực hiện. Lúc cha mẹ đánh mắng ta, chúng ta vẫn một lòng hiếu thuận. Thực hành chữ hiếu như vậy mới là khó khăn và đáng giá nhất. Trong sử sách, vua Ngô Thuấn chính là tấm gương rõ ràng nhất cho sự hiếu thuận cảm động trời xanh. Ngô Thuấn từ nhỏ đã mất mẹ, lại không được cha ruột yêu thương. Sau này còn bị người mẹ kế và em trai 5 lần 7 lượt muốn hại chết. Ông không những không tức giận, mà chỉ tự trách bản thân vẫn chưa làm đủ tốt, nên mới không được cha mẹ kính yêu. Lúc Thuấn kế thừa cương vị, ông không hề cảm thấy thực sự vui vẻ, mà ngược lại còn buồn bã nói: tôi dù có ngày hôm nay cha mẹ vẫn không thích tôi, thì tôi làm thiên tử, đế vương cũng có ích lợi gì. Đức hiếu hạnh này của ông thật khiến người nghe cảm động rơi nước mắt. Qua các triều đại đổi thay, những tấm gương hiếu đễ, hiếu thuận và kính nhường xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhiều không kể xiết. Thế nhưng với những người cha mẹ mất sớm, làm sao để có thể làm tròn được chữ hiếu? Thực ra hiếu ở đây không chỉ là hiếu thuận, phụng dưỡng và vâng theo sự dạy dỗ của cha mẹ. Hướng lên vị trí cao hơn, chữ hiếu có thể thăng hoa thành quan hệ vua, tôi, biểu hiện thành chữ trung của bề tôi với vua và đất nước. Khi hướng sang ngang hàng có thể mở rộng thành sự hòa thuận vui vẻ giữa anh và em, sự thành tín nghĩa khí giữa bạn bè với nhau, sự hòa thuận giữa anh em với nhau sẽ làm cho cha mẹ được yên lòng. Đây cũng chính là biểu hiện của sự hiếu kính với cha mẹ. Hứa Vũ hiếu đễ. Vào thời kỳ Quang Vũ của nhà Đông Hán, thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Có người tên Hứa Vũ, quê ở Dương Tiễn, quận Hội Kê. Năm 15 tuổi, cha mẹ đều mất. Mình ông phải chăm lo cho 2 người em trai là Hứa Yến 9 tuổi và Hứa Phổ 7 tuổi. Hứa Vũ ngày cày ruộng, tối trông đèn đọc sách. Khi đọc sách thì gọi 2 người em đến, đem những gì mình biết dạy lại cho em, nhất là đạo lý làm người. Mỗi khi em trai gây lỗi, Hứa Vũ sẽ quỳ gối trước từ đường, rơi nước mắt tự trách. Đến khi em trai cũng khóc theo và nhận lỗi mới đứng dậy. Huynh đệ chưa từng nói lời trách móc hay khó nghe với nhau. Như thế qua vài năm, 2 người em cùng trưởng thành, gia nghiệp cũng dần giàu có. Người trong thôn vô cùng khen ngợi phẩm hạnh của Hứa Vũ, cũng dần truyền ra mỹ danh Hứa Vũ hiếu đễ. Đương thời, Triều Hán xem 2 chữ hiếu liêm,
hiếu thuận và liêm khiết là phẩm hạnh quan trọng nhất, nên lấy đó làm tiêu chuẩn để chọn người tài đức để dùng. Hứa Vũ được tiến cử lên làm nghị lang. Vì tài đức của mình, Hứa Vũ sau khi làm quan được nhiều đại thần trong triều kính trọng. Mỗi khi có việc gì không thể quyết định đều đến xin thỉnh giáo ông. Vài năm sau, Hứa Vũ được thăng đến chức ngự sử đại phu. Một ngày kia, Hứa Vũ nghĩ đến hai người em trai ở quê nhà đã khổ học nhiều năm mà không thấy châu quận tiến cử. Chỉ sợ lười biếng bỏ lỡ sự nghiệp, bèn xin vua được về thăm nhà, sau đó xin từ quan. Hứa Vũ về tới nơi liền gọi hai người em đến dò hỏi việc học. Hứa Yến, Hứa Phổ đều ứng đáp trôi chảy, tra xét số lượng ruộng vườn, thấy nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần. Đây đều là nhờ hai người em cần kiệm mà có được. Hứa Vũ vui trong lòng, sau đó tìm hiểu các cô gái con nhà đàng hoàng ở trong vùng, cưới hỏi cho hai người em, sau đó bản thân mới lấy vợ. Mấy tháng sau, Hứa Vũ đột nhiên nói với hai em đến để phân chia gia sản. Hứa Vũ chọn ngày mở yến tiệc, mời những người lớn tuổi trong vùng đến dự, rồi thông báo. Hứa Vũ tự chọn cho mình gian nhà rộng nhất, người hầu kẻ hạ khỏe mạnh nhất, ruộng đất nhiều nhất. Còn hai người em trai ở hai bên chỉ có căn nhà tre và mảnh ruộng cằn cõi. Những gì hai em được chia không bằng một nửa của Hứa Vũ. Người ngoài nhìn vào rất bất bình trong lòng, cho rằng Hứa Vũ trước nay chỉ giả vờ hiếu để. Riêng hai em Hứa Yến, Hứa Phổ, từ khi được anh trai dạy bảo, tri thư đạt lễ toàn lấy hiếu để làm trọng, không một chút thắc mắc về việc phân chia như thế có bất công hay không. Từ đó những người lớn tuổi trong vùng, người người đều khinh thường việc làm của Hứa Vũ. Còn danh tiếng của hai người Hứa Yến và Hứa Phổ được truyền rộng khắp nơi. Sau khi Hán Minh Đế lên ngôi, hạ chiếu cần người hiền tài, Hứa Yến và Hứa Phổ dĩ nhiên được đề cử. Thế là hai người em tạm biệt vợ chồng Hứa Vũ, đến Trường An bái kiến thiên tử. Thiên tử khen ngợi hai người khiêm đức, ngay hôm đó tấn phong làm nội sử. Mấy năm sau, Hứa Yến, Hứa Phổ đạt đến chức vị cửu khanh, làm quan mặc dù danh tiếng không hiển hách bằng anh trai, nhưng đều được cả triều xưng tụng là liêm nhượng. Sau này Hứa Yến và Hứa Phổ áo gấm về làng, lúc này Hứa Vũ mới công khai kể hết những khổ tâm mà bấy lâu. Lúc trước ta dạy bảo hai em, vốn là mong muốn chúng tu đạo lập thân, có chút thành tích. Không ngờ hư danh của ta sớm truyền ra, liền hiển đạt được. Hai em ở nhà chăm chỉ làm ruộng, gắng sức học tập, lại không được châu quận trân thu tiến cử. Ta muốn học theo gương kỳ đại phu xưa, đề cử không tránh người thân, lại sợ người học không biết lực học của hai em, cho rằng hai em làm quan là vì có ta, sẽ tổn hại danh tiết suốt đời. Cho nên ta đưa ra ý kiến phân nhà sống riêng, chiếm hết nhà to, ruộng tốt làm của riêng. Ta biết em ta làm người thành thực, kính yêu, nhất định sẽ không tranh chấp. Ta tạm thời mang danh là kẻ tham lam, như vậy hai em của ta mới có danh liêm nhượng. Nói xong, Hứa Vũ đem hết tài sản trả lại cho hai người em, nhưng hai người em kiên quyết không nhận, cả ba đùng đẩy cho nhau. Cuối cùng phải nhờ những bô lão trong vùng đứng ra phân chia mới xong. Các vị phụ lão phân chia công bằng, ba anh em Hứa Vũ thi lễ cảm tạ, mời mọi người cùng nhập tiệc uống rượu, hết thảy đều vui mừng. Tuy nhiên trong lòng Hứa Vũ vẫn vì chuyện phân chia gia sản trước kia mà cảm thấy áy náy, nên đem một nửa ruộng tốt do mình sở hữu làm thành nghĩa trang, hiển cho thôn xóm. Hứa Yến, Hứa Phổ biết được, mỗi người cũng xuất ra một nửa ruộng đất của mình góp thêm vào. Trong vùng người người đều thán phục, lại truyền ra mấy câu truyền miệng nói rằng thực sự hiếu liêm chỉ có Hứa Vũ, ai là người kế tiếp? Yến và Phổ, đệ không tranh, huynh không giành, dựng nghĩa trang, hiến cho thôn xóm. Ô hô, hiếu liêm như thế ai có thể sánh được? Vậy mới nói, hiếu thuận không phải chỉ là nghe lời cha mẹ, nuôi được cha mẹ là đã làm tròn nghĩa vụ. Cổ nhân dạy, huynh đệ hòa một gia bất tán.
trục lý hòa khí thuận khí hoàng, thê hiền hà sầu gia bất phú, tử hiếu hà tu phụ hướng tiền. Ý rằng anh em hòa thuận thì gia đình không bị tiêu tan, chị em dâu hòa thuận thì không khí gia đình dễ chịu, gia đình có vợ hiền thì lo gì không giàu có, con cái hiếu thảo thì cha mẹ đâu phải ngẫm lại mình. Gia đình được ví như một nước nhỏ, còn quốc gia là một gia đình lớn. Gia hòa thì quốc hòa, gia hưng ắt quốc hưng, gia đình ổn định thì xã tắc ổn định. Bởi vậy, từ xa xưa, giáo hóa bách tính trước hết đều bắt đầu từ việc tề gia, mà để tề gia phải biết tu thân trước đã.